Dạ em chào cô chú chị gần xa đã quay trở lại với kênh mua giống bò của em ngày hôm nay nha. Ngày hôm nay là ngày 5 tháng 7 2021 nha anh chị. Thì hôm nay thì em lại trở lại ngôi nhà anh này ở Củ Chi và em bán cho anh là một bộ mẹ con bò cái xiên nha anh chị. Con này cũng rất là to rồi nha anh chị. Thì em sẽ báo giá cho anh chị luôn là cái bộ mẹ con cái xiên đẹp này thì chủ nhà bán mức giá là 43 triệu nha anh chị. Và để biết tình trạng bò như thế nào, bây giờ em mời anh chị và các bạn theo dõi đoạn đeo cùng Phúc ra nha. Trước màn hình chúng ta đây chính là bộ mẹ con bò cái xiên con bự nha anh chị. Con bò mẹ này thì sáng mặt nghiêm chỉnh nha, có gu nhẹ nha anh chị, sẽ lưng thì nghiêm chỉnh nha. Bò mẹ này thì khung xương to nha anh chị, rúng thì rất là dày bò nha. Đó, còn đây chính là dàn chân trước nha, chân móng hoàn thiện, móng sò, chân là chân kiền khú nha anh chị. Còn đây chính là dàn chân sau, móng sò, chân kiền khú và bốn chân là to hết cho anh chị nha. Đó, còn đây chính là phần đuôi nha, đuôi thì rất là dày bò nha anh chị. Con bò mẹ này thì hồi nãy thì em có lấy thước em đo rồi là nó cao tầm khoảng là 1m28 bò nha anh chị, em đo ngay số lưng nha. Đó, con bò mẹ này thì theo quan sát của em là không lan không giá nha anh chị, và quyếm thì đầy đủ nha anh chị. Con bò mẹ này thì nó đẻ được một lứa nha, và nó bẻ được hai đầu răng nha anh chị, tức là lứa đầu tiên này chính là con bò xin cái nha. Đó, và anh chủ nhà có nói em là cái con bò cái mẹ xin này là anh đã bơm kem lại là tầm khoảng là 2 tháng 3 ngày cho anh chị nha. Tất cả kiểm tra của em là rất là đầy đủ nha anh chị. Thì anh chị quan sát cái tầng hình á thì anh chị thấy là con bò mẹ này tướng rất là cao bò nha anh chị. Đó, xương sắp to ngang khung tàn có nha anh chị, rất là đẹp bò nha. Với lại là con bò cái mẹ xin này thì nó mới đẻ được lứa đầu tiên nha anh chị, nên là đường sinh sản sau này của anh chị nuôi á thì sẽ có lâu nha. Đó, con bò mẹ con này thì nói chung là giá tầm trung nha anh chị. Con bò con này nó cũng bự rồi nha anh chị. Thì để em quay về cái con bò cái con luôn rồi em sẽ báo giá cho anh chị luôn về cái bò mẹ con này nha. Thì đây chính là con bò cái xin con nha anh chị. Con bò này thì khá dày đòn nha. Con bò này thì kiểm tra của em đầu trụi sẽ mặt nghiêm chỉnh nha, có gu nhẹ, sẽ lưng cũng đầy đủ nha, và quyếm thì rất là đầy đủ luôn. Để em quay về dàn mông nha. Mông thì khá to, cái đuôi to nha. Rúng thì con bò này thì rất là dày bò nha, rúng chèn nha anh chị em. Đó, còn đây chính là dàn chân sau nè, chân móng hoàn thiện, móng sò, chân to, dàn chân trước cũng to, móng sò luôn nha anh chị, chân đứng thẳng nha. Bò này thì em thấy là nó có hai cái miếng trắng nhỏ ngay phần lườn nha anh chị, tức là nó sẽ nằm ngay giữa cái chân trước của nó nha. Đó, hai vết trắng nhỏ nha anh chị, bằng ngón tay út của em nha. Thì em có lấy thước em đo cái con bò cái này rồi là nó cao tầm khoảng là 1m13 bò nha anh chị, em đo ngay số lưng nha. Con bò cái xin con này là nó to rồi, nó cao tầm khoảng là 1m13 bò và tầm khoảng là 7 tháng cho anh chị em nha. Thì em sẽ báo giá cho anh chị luôn là cái bộ mẹ con cái xin con bự này thì anh chủ nhà bán mức giá là 43 triệu cho anh chị em gần xa nha. Thì anh chủ nhà có nói với em nếu mà anh chị nào gần xa và thiện chí mua thì anh sẽ bớt cho anh chị em là chút để tiền xe nữa nha anh chị, hỗ trợ chi phí cho anh chị em là kéo xe về nhà nữa nha. Thì em xin nhắc lại để cho anh chị là mua bò anh chị yên tâm nha. Bò này ở ngoài sao và ghi hình và giao đến tận nhà cho anh chị là phải nguyên vẹn trọn bộ mẹ con này nha anh chị. Và trước khi mà anh chị mua bò thì anh chị đã cọc trước cho em là 1 triệu đến 2 triệu nha. Thì bên em sẽ có người giao bò đến tận nhà cho anh chị là trong thời gian sớm nhất nha anh chị. Thì thôi đeo này thì em cũng xin phép là tạm dừng tới đây. Và một lần nữa nếu mà anh chị cảm thấy nghĩ bò mẹ con này thì cứ mạnh dạn nhắc máy lên và gọi ngay cho em nha. Thì trước khi mà anh chị mua bò thì anh chị là cọc trước cho em là 1 triệu đến 2 triệu nha. Thì bên em sẽ có người giao bò đến tận nhà cho anh chị là trong thời gian sớm nhất nha anh chị. Còn bây giờ thì em xin phép là chào tạm biệt mọi người và hẹn buổi tập tiếp theo nha.